Ngoài trời thì cũng đang mưa khá là nặng hạt. Và công việc thì các anh thợ vẫn đang làm giáo giết cho nó kịp tiến độ nè. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Ở ngoài trời thì cũng đang mưa khá là nặng hạt. Và công việc thì các anh thợ vẫn đang làm giáo giết cho nó kịp tiến độ nè. Và mưa hồi sớm giờ cũng gần cả tiếng nha anh Hợp. Gần cả tiếng đồng hồ. Chỉ còn một bả hồ này nữa thôi là xong anh Hợp. Dạ. Tại vì nếu như mà không đổ ngày hôm nay á thì chiều nay nó sẽ không cứng. Và anh Vũ không thể nào tiến thành cái công đoạn tiếp theo được. Nên dù trời mưa hay là trời nắng thì các anh thợ vẫn cố gắng để mà hoàn thành trong buổi sáng ngày hôm nay để cho chiều nay hồ nó sẽ khô á cô bác quý anh chị. Không lạnh lẽo gì hết. Cho em thấy em lạnh lạnh rồi đó. Trời đang mưa. Sáng nay làm người làm luôn hết xong người nghỉ hay sao? Nếu mà chiều mà không mưa thì có thể ra xây nhà dựng nhà cầu. Còn nếu không mưa có thể. Em thấy tình hình này là mưa dầm mà. À. Hồi nãy giờ tráng là được thêm nhiêu đó hả? Ôi trời ơi. Ôi hồ mà nếu như mà làm bê tông mà nó mưa như thế này á thì nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng không anh? À. Tính để tiếp anh Hợp nè mà anh không chịu kìa. Thôi đi anh ơi, lạnh lắm. Không, bình thường đối với những cái công việc này thì anh làm bình thường thôi. Trời ơi, tráng lên khá là dày ha anh Tân. Anh thợ rất là nhiệt tình. Cho dù càng lúc càng lớn luôn rồi em. Đúng rồi. Âm thanh mưa bây giờ là nó lắng ngắt cái tiếng nói của bùi hồ luôn rồi cô bác anh chị. Mưa càng ngày nó càng nặng hạt luôn á. Lạnh không anh Hùng? Nhưng mà làm có ra mồ hôi nó không lạnh đúng không? Nó ra thì lạnh chứ hết lạnh rồi, còn không không à. Dạ. Nhiều cô chú anh chị sẽ nói rằng đó là làm mưa như thế này á thì xi măng đồ hồ nó có đảm bảo cái độ kết dính không? Và chắc chắn thì bùi hồ sẽ nhận được một cái lời bình luận như vậy. Thì thông tin với cô bác anh chị á thì do ở dưới cái nền này nè nó có một cái miếng ni lông á, miếng bột mủ, thành thử ra là hồ nó sẽ không có thấm ở dưới cái phần cát dưới đất ở dưới được, không có đi được. Thứ hai là sau khi mà tráng lên như thế này thì các anh thợ vào ngày mai này á anh sau khi mà ảnh chuẩn bị lót gạch đó thì anh sẽ đổ lên một cái lớp hồ dầu khá là dày nữa. Ngày hôm nay làm cái công việc này trong trời mưa gió để mà cho anh Vũ ngày mai này anh có thể kịp xuống đây để mà anh tiến hành anh lắp cái phần tiền chế của cái ngôi nhà. Nên là nữ làm cô bác anh chị sẽ từ từ sẽ hiểu thêm cái công trình này nó có độ chắc chắn không, và đảm bảo một điều là nó rất là chắc chắn luôn. Làm trời mưa này không biết là anh thầu với là anh thợ hợp đồng như thế nào, không biết có tiền cảm hay là tiền trùm mền mỗi khi lạnh buổi tối. Chứ bây giờ thấy là anh Hùng ảnh đẩy chiếc xe gồ mà ảnh cần gung gung kìa. Để chống lạnh anh hút thuốc phì phà. Có những người mà từng làm bên hồ này nè thì họ sẽ biết, ví dụ mà xây thì không, trời mưa này không xây được. Đúng rồi. Còn bê tông vẫn làm được. Ủa gãy cái len đó hả Vinh, anh Hợp? Hả? Mấy anh này làm sao chứ? Tại không biết là mấy anh này là để làm như thế này có cho vợ thương hay không? Chứ bây giờ vợ thấy cũng sốt lắm rồi. Bảo đảm tối nay thì mấy anh sẽ nhận những cái cuộc gọi. Hút thuốc để chống lạnh anh lớn.
nhìn mấy anh làm mà mình cảm thấy mình quay cầm cái máy quay mà nó lạnh lạnh rồi đó. Một bả này nữa đủ không anh Hợp? Vậy là phải thêm nửa bao nữa hả? Xong mình có cần trùm lại không anh? À. Đúng rồi. À, có nghĩa là xi măng thì nó vẫn còn cái độ kết dính ở trong đó. Nó chỉ nó sợ lòi cái lớp cát lên thôi. Dạ. Hết mưa mình phả thêm một lớp hồ dầu nữa cho cát nó thấm xuống dưới. Xi măng nó rất là già luôn. Khi mà hoàn thành cái phần nền của cả nhà thì cả nhà dòm xem cái nền cũng rất là lớn. Tại vì xi măng mà nếu như mà trộn non trộn không được. Để làm ra đồng tiền thì cũng không phải là dễ dàng ha. Ở trên mạng có một cái câu là vợ con đâu thấy cảnh này. Ở thì bây giờ là dạ bây giờ giờ phải có câu khác đó là vợ con phải thấy cảnh này, tại vì sau khi đăng lên là phải thấy được cái cảnh này rồi đúng không? Ai nói xấu cái câu đó là câu người ta nói vậy mà chứ đi không mà kêu người ta xấu đi. Ba người không có cửa lộn nha. Con mình anh phụ đó anh lớn ơi. Tới hai anh thợ đứng đó. Anh lớn là năm nay là bao nhiêu tuổi anh lớn? Dạ 44 hả? 43 chắc gì 44. Cảm thấy anh lớn chứ lắm mà anh cứ 43 tuổi rồi. Ủa mà anh lớn với anh Hợp là ai lớn tuổi hơn? Lớn ngon mà. Anh Hợp. À vậy là anh Hợp là 45 hả? Mà tóc anh hớn hoa găm hết kìa. Này chuyển màu muối tiêu. Chuyển màu muối tiêu rồi. Tính ra anh Hùng cũng cực chứ, vừa đẩy xe lên mà vừa phải phá lại. Đã kiếm đồng tiền là không phải là dễ dàng ha. Thật ra sớm thì mình tưởng đâu trời đang mưa này thì các anh nghỉ. Không ngờ thì mình đến đây thì thấy các anh đang làm luôn nè. Thì anh Hùng cũng làm tới hai nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, vừa nhiệm vụ làm thợ vừa nhiệm vụ làm tu ly luôn. Ủa vậy anh có được lãnh tiền gấp đôi không anh Hùng? Có anh. Có được hai trách nhiệm. Cực lắm. Vậy là thiếu hơi đúng rồi. Bây giờ anh lớn đi xúc cát tiếp hả? Đi nữa kìa, thấy không? Biết nhiệm vụ thấy không? Vừa xong rồi xách lên xách tay đi nữa đó. Ồ thiếu một chút xíu ổn ha. Hồi nãy mình không canh mình trộn cho nó đủ luôn anh Hợp. Cái chỗ này nhỏ. À. Cái này là 2 bao hả? À. Này có một bao hả?
Chứ trộn 2 bao là vừa đủ luôn rồi đúng không? Ồ, tính ra cuốn cuốn cái nền lên, đổ xi măng lên, nhìn cái gà nhà nó rộng ghê không? Không có gắn râu lên hả anh? À, tí xíu nữa gắn mấy cái viên gạch lên để tối đi không biết nó dấp á. Gắn râu đó để mà hàng nối với cái phần tiền chế ở trên á. Dạ đúng rồi. Ăn cho hồ mà không cho râu thì ông đã sắt rồi nó không có sắt nữa. Dạ không có cho râu đâu có gắn phần tiền chế được. Cực quá. Bây giờ là cũng hơn 11 giờ đúng không? Trộn thêm mật bã nữa mới đủ đấy. Sáng giờ thì các anh chưa ăn cơm nước gì luôn đó. Tranh thủ rồi. Bây giờ cũng phải tranh thủ trộn thêm nó thành hợp hả? Đây còn một miếng nữa thì nó cũng không có bao lâu. Giờ này thì 4-5 giờ sáng thì hai anh em mình chạy đi đón các anh thợ sắt nè cả nhà ơi. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì cũng chỉ gần 5 giờ sáng thôi. Và Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại thị trấn Cần Long, huyện Cần Long của tỉnh Trà Vinh. Và sở dĩ đi sớm như vậy là sáng nay các anh thợ sắt phải lật đặt từ Đồng Tháp xuống tới đây. Đoạn đường của các anh đi thì cũng hơn 100 km. Và khoảng 3-4 tiếng giờ đó tới thì lúc nãy anh Vũ có điện cho Bùi Hồ và các anh em phải ra đây để mà đón anh vô nhà nghỉ nha cô bác quý anh chị. Và hành trình của các anh em ngày hôm nay cũng khá là vất vả, và đặc biệt là các anh thợ sắt sẽ tiến hành cái công đoạn lắp ráp phần tiền chế cho ngôi nhà. Cũng vài ngày nữa thôi thì sẽ có được ngôi nhà mới. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo hành trình của các anh em ha. Trời, bây giờ thì cũng còn lờ mờ tối nên là nữ là mọi người đi cũng khá là ít luôn. Cô bác anh chị có thể biết được rằng là cái huyện Càng Long thì nó cách thành phố Trà Vinh cũng không có xa lắm, chỉ có khoảng 20 km thôi. Và cái thị trấn này cũng còn ở trong cái giai đoạn đang phát triển, mức sống ở đây thì cũng khá là bình dân. Mỗi một tô dĩa cơm như vậy thì chỉ có 25.000 đồng nè, rồi một cái tô bánh canh gì cũng hay là một tô cháo cũng chỉ có 20.000 đồng thôi. Nhà nghỉ mỗi một đêm các anh em thì chỉ có 150.000 đồng cho một, 170.000 đồng cho một giường đơn. Nói chung là về đây tại chỗ này á thì người dân họ đồng tiền, mình thấy đồng tiền nó vẫn còn rất là giá trị luôn. Rồi từ cái chỗ làm mà đi xuống tới cái chỗ nhà nghỉ á thì nó khoảng 2 cây số. Tại vì ngay trung tâm thị trấn thì mới có nhà nghỉ cũng như là chỗ ăn ở tại chỗ này nè cô bác anh chị. Anh có thể quay qua đây nè một đồng. Đó, đây là cái quán cơm mà thường hay ăn trưa. Bây giờ chạy đi xuống kiếm mấy anh gần trà mấy món anh gần tới rồi. Cũng giới thiệu một tí xíu về Trà Vinh luôn ha. Trà Vinh thì cũng ở đây thì cũng cộng đồng dân tộc rất là nhiều, như là người Khmer, người Chăm và có cả luôn người Hoa luôn. Ở đây gồm có Chăm, Hoa, Kinh, Khmer. Nói đến Trà Vinh thì người ta phải nhắc đến một cái địa danh và một cái đặc sản rất là nổi tiếng, đó là bánh tét Trà Cú. Bánh tét ngay tại Trà Cú, qua cái bài hát mà về miền Tây á, Trà Vinh Trà Cú nó chào cô bác anh chị. Nhưng mà mấy anh em không về ở Càng Long cũng chưa có thưởng thức một lần nào. Và cái đặc sản thứ hai ngay tại Trà Vinh không thể thiếu, đó là dừa sáp Trà Vinh đó. Và đặc sản thứ ba là bún mắm, hay còn gọi là bún nước lèo theo hương vị của Trà Vinh, đó là Sóc Trăng.
nấu theo khẩu vị của mắm bồ hót, và thứ hai là trà Vinh nấu theo khẩu vị của mắm sặc hoặc là mắm lốc, chế biến lại mỗi nơi chế biến lại một ít, thành thử ra là hương vị bún cùng tên gọi nhưng mà hương vị bún nước lèo ở mỗi nơi mỗi khác nhau. Nhưng mà nói về bún nước lèo thì không thể nào thiếu được thịt heo quay ở trong đó, cô bác anh chị. Quán vẫn còn khá là mờ. Thôi bây giờ thì cũng off máy tại đây, sáng nay thì sẽ quay thêm một đoạn nữa về các việc làm của các anh thợ sắt cho cô bác anh chị biết luôn, cũng như là chia sẻ hành trình của các anh thợ dùng đường xá xa xôi để mà cùng với Bùi Hồ cũng như là Quý Mạnh Thường Quân để mà gắn kết yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Rồi bây giờ bye bye. Các anh phải đi từ lúc rất là khuya, 1 giờ thì các anh đã khởi hành rồi, tới đây thì 5 giờ 15 sáng đã có mặt ngay tại nhà nghỉ rồi. Và nhà nghỉ ở đây cũng khá là rẻ, chỉ có 170.000 một đêm thôi, 5 anh vô ở chung một phòng cho phòng đôi thì khoảng 250. Và ngày hôm nay thì có anh Hải thợ đóng lau phòng nữa, anh Hải với con của anh đó. Đi mệt không anh Bon? Quá mệt anh ơi. Nghe hả? Mấy giờ? 1 giờ đi quá đuối. Anh Vũ chạy dặn đường hả? Chở nguyên cái này nữa nè. Anh Vũ anh đem theo hai cái trang thờ, một cái trang ở trong nhà với trang ngoài trước bàn thờ thông thiên á. Anh Bon phải chở đồ này nó nặng lắm. Cái này là cái máy máy hàng. Ở ngoài sau này cái gì anh Bon? Đồ ngay anh. Dạ. Đây một xe, hai xe, dưới xe này nữa nè. Này là anh Hải. Ôi em chạy xong hả Khánh? À bây giờ chạy xuống dưới kia để ngồi ăn sáng cái rồi sau đó bắt con tay vào làm. Còn bộ là dân Đồng Tháp xuống thôi à. Ở An Giang nữa. Sau thời gian các anh thợ ăn sáng nè, rồi uống một ly cà phê, lật đật thì các anh thợ cũng bắt tay vào cái công việc cho ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì phải nói là các anh thợ xây trong mưa gió các cô bác anh chị. Thì cái phần nền ở đây cũng đã xong nè, anh Một Đồng có thể lia máy. Cái phần nền đây cũng đã xong rồi. Và cái công đoạn tiếp theo đó là xây nhà vệ sinh với lại làm cái phần phun tiền chế. Anh Hồng, làm hôm qua mưa thì cái cảm giác có mệt dữ không anh Hồng? Chung mệt thì không có mệt gì, nhưng mà nó hơi lạnh chút xíu vậy thôi. Hơi lạnh đi xíu. Dạ, anh em cũng ráng làm cho xong cái nhà của và cốt. Dạ. Xong nền á. Dạ. Hôm nay là làm luôn cái phần nhà vệ sinh này xong nốt luôn hả? Đúng rồi, nay xây xong rồi tô rồi mình mới dán gạch. Dạ. Cái nhà vệ sinh này khá là đẹp cô bác anh chị. Ở đây là cái không gian của cái nơi rửa rau củ à. Đó. Và anh Một Đồng có thể lia máy qua đây, các anh thợ sắt đang bắt tay vào làm. Mỗi người mỗi công việc nha cô bác anh chị. Và anh Vũ anh tự phân canh nhau hết à. Và cái tiếng máy cắt nó cũng khá là ồn. Cái cánh cửa thì mình sẽ để đây, và cửa này là cửa dơm nha cô bác anh chị. Khuya đi mệt dữ không anh Vũ? Cũng mệt anh, 2 giờ mấy anh em đi. Dạ hả? Dạ. Chạy đây khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. Có nghỉ không? Không, chạy suốt luôn. Chạy suốt. Tại tính đi buổi chiều mà mấy nhỏ nó nắng với xe nó có nhiều đó. Đi chắc khuya thì ít xe chạy mau hơn. À, dạ. Buổi chiều thì xe nó chạy đông, thành dạ. Nữ là tốc độ nó bị chậm hơn. Dạ. Đi giấc khuya thức mệt nhưng mà mình chạy khỏe. Hồi đó giờ thì có đi Trà Vinh lần nào không? Chưa, này đi lần đầu tiên. Trong một thời gian ngắn rồi mà mấy anh em di chuyển qua đến 3 tỉnh đúng không anh Vũ ha? Dạ. Hậu Giang, Cà Mau, bữa nay là Trà Vinh. Dạ. Dạ. Hồ thì cũng nói cái quy cách nhà này cũng được, nhưng mà để cho anh Vũ chia sẻ qua cái quy cách nhà của phần tiền chế ở trên cho cô bác quý anh chị biết đi anh Vũ. Cái nhà tiền chế này thì chiều ngang nó 4.5m à, dài 9m, với lú qua bên đây nó 2.3m nữa. Dạ. 2.3m mà chiều ngang nó 4m, với cái máy kết trước này em lấy ra tới 2 thước rồi. Dạ. Nó mưa nó ít tạt. Dạ. Dạ. Ở nhà của mình thì được có 2 cái cửa sổ. Dạ, 2 cửa sổ. Dạ. Với một cái cửa phòng. Dạ. Phòng bằng nhôm luôn.
cửa cái nhà tắm cũng bằng nhôm. Dạ. Hai cửa sổ cũng bằng nhôm hết. Dạ. Ở cô bác trước này thì em làm mặt cại có cái cửa sắt. Dạ. Cô bác của anh chị sẽ biết được ngôi nhà này sẽ có nhiều cửa sổ hơn so với ngôi nhà của chị Thu. Dạ. Chị Thu không có cửa sổ, lý do là cặp mé sông nó rất là mát luôn. Nên là nữ cái mặt cại mà trước nó rộng nữa nên là nữ không có cần cửa sổ, đúng không anh Vũ? Dạ đúng rồi. Dạ. Dự định là mình bao nhiêu ngày mình sẽ xong anh Vũ? Nếu như trời không mưa thì em bữa nay với ngày mai là hoàn thiện. Còn chờ ống mưa thì mình xin thêm nữa. Thông tin với anh Vũ á, là chiều nay chắc có lẽ là em nhờ anh với anh lại anh Hợp. Dạ. Đi lại khảo sát một cái căn nhà cách đây khoảng 3 cây số của bà cụ với lại 5 người cháu. Anh có coi clip đó chưa? Dạ có ạ. Dạ. Đây là tổng cộng là gồm 5 anh thợ luôn. Dạ. Anh Bon nè, rồi anh rồi Linh nè, với lại Khánh, với lại chú. Anh Vũ ơi, cũng thông tin với anh á, là được một người bà ở, đó là bà Xuyến ở Mỹ hỗ trợ cho các anh thợ. Dạ. Tổng cộng các anh thợ luôn là 200 đô để mà chia ra phần gửi coi như là bồi dưỡng cho các anh thợ sau mấy ngày xa vợ con. Dạ. Ở đây ngày hôm nay thì cũng có luôn anh Hải bên đóng La Phong, cô bác anh chị. Cũng phần La Phong này là cũng được Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ đóng riêng phần La Phong. Tại vì nếu như mà không có phần La Phong thì ngôi nhà nó không mát anh Vũ hả? Dạ nó không mát à. Dạ. Với lại nó nhìn mát. Nó còn nó có vẻ như là nó... Nó không gom được cái nhà nó. Dạ cái nhà nó không có đẹp. Dạ. Dạ. Rồi nói chung là cũng cảm ơn anh với các anh thợ đã lặn lội đường xá xa xôi mà để mà đồng hành cùng với em. Dạ. Cũng như là Quý Mạnh Thường Quân để mà có được cái cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Có được cái ngôi nhà, biết đâu đó là mong ước gần cả cuối đời rồi. Dạ. Thứ hai nữa là cho mấy đứa bé nó có nơi ít ra là cái nơi đi vệ sinh nó cũng ổn định hơn chút xíu. Dạ. Anh Vũ nhìn cái nhà vệ sinh nè. Dạ. Kinh khủng không? Chỉ có một cái tấm tôn thôi à. Nhìn thấy đáng thương. Chắc ngôi nhà mà đi xa như thế này thì đối với anh nó có khó khăn gì không anh Vũ? Nó có mệt mỏi gì lắm không? Dạ cũng khó mà cũng ấy, nhưng mà cũng gắng cố gắng anh. Dạ. Cũng mong rằng là anh sẽ giúp được mấy cái hoàn cảnh như thế này khó cỡ nào đi chăng nữa tụi em cũng sẵn sàng đi cho đó. Dạ. Cũng mong là những video clip như thế này sẽ lan rộng đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà có điều kiện á. Những cô chú có điều kiện sẽ san sẻ một phần yêu thương cho những cái hoàn cảnh như thế này, đỡ cái nơi tránh mưa tránh nắng nó đúng nghĩa. Dạ. Và thông tin với cô bác với anh chị là chị Thùy là vợ của anh Vũ á, sau khi coi cái đoạn clip mà của bà cụ á với lại 5 người cháu thì chị nói là sao anh Vũ? Chị vợ em nói rồi sáng điện sớm cho anh Hồ đi, nói mình cũng ít lòng nhiều thì tiếp vô anh Hồ anh chịu nên mình coi mình có lan thêm ra không cho mau cho bà cụ mới có cái nhà. Cũng thông tin với cô bác quý anh chị là hiện nay trường hợp của bà cụ thì Bùi Hồ cũng nhận được một khoản tiền ra khá, và đến đó thì sẽ trưa nay thì khoảng 10 giờ đi với anh Hợp với anh Vũ sẽ đến đó sẽ khảo sát thử coi nó ngôi nhà nó như thế nào, và mình sẽ tiến hành tại vì mấy ngày nay các anh thợ sẽ có ở đây mình sẽ làm luôn anh Vũ ha. Dạ dạ. Cảm ơn anh với các anh thợ nhiều. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh Đồng. Này là phần nước để mà rửa rau củ hay là nấu ăn thì bên kia, còn đây rửa rau cá thịt rồi đó. Này là mình sẽ dán gạch luôn nha cô bác anh chị. Dán gạch mà bông giống như nhà chị dứa anh Hợp. Còn cái phần bên đây là mình còn dư, mình sẽ đổ ba cái xi măng, đổ hồ. Dạ. Để mà có một cái sào đồ. Anh Vũ ơi, chừng nữa dư sắt nhỏ nhỏ anh có thể làm cho em một cái sào đồ nhỏ nhỏ gờ được không? Được anh. Gờ để bên đây nè. Ha. Nhỏ nhỏ thôi không được nữa, đừng cho máng đồ lên phơi á. Xây mấy cái nhỏ nhỏ này cũng lâu anh Hồng hả? Phải bắt ngay chỗ cái cửa này đúng không? Dập khi nào mới dán anh Hồng? Mời nó mới vào hộ. Dạ. Rồi. Chắc mình dán gạch nhà vệ sinh trước hả? Làm vệ sinh trước. Dạ. Rồi sau khi phần sắt mà ghép gáp lên xong rồi mình mới làm cái phần nhệt lớn. Dạ.
À, anh em nghe nói là gạch này là 50 hả? 50 luôn, mua 50 luôn. Dạ. Tại thấy cho nó liền nó chẳng gạch thì mua 50 vô chẳng gạch. Gạch này 40, 50 thì mắc hơn tới 25.000 mét. À. Nhưng mà cho nó lớn cho nó đẹp ha. Rồi làm gì có lời không? Ôi chút đỉnh qua lại mà để anh em có mà tiền chi phí lên xuống rồi chứ đâu chẳng nhiều. À. Rồi cảm ơn anh nhiều. Hôm qua làm mắc mưa có bị cảm không? Hôm mấy anh em ho trời người nào mới ho luôn. Đây là mỗi anh mỗi việc hết trơn là thành thử rồi đau lắm cô bác quý anh chị. Không không ai bảo ai mà tự phân biệt với nhau để mà làm hết à. Còn đây là anh Vũ, anh đang xịt mấy cái mối hàng để cho nó chống xét á. Đây là người miền Tây nè anh Đồng. Đó, và cụ bơi xuồng thấy ghê á. Bơi bằng hai cái tay thôi mà đi bo bo luôn á. Thấy mà cụ bơi chiếc xuồng bằng hai tay vậy. Này cột 4 vuông quá. Này là phần cột hả anh Vũ? 75 vuông hả? 75 vuông hả? 75 vuông ly tư có hoa sen đó. Hoa sen đúng hả? Thương hiệu không ạ? À. Đây là sắt công ty không á? Dạ. Của hoa sen thành nữ là nó bền, nó có chất kẽm nhiều đúng không anh Vũ? Dạ, chất kẽm nhiều. Kẽm nhiều thành nữ là nó lâu xét lắm. Dạ. Một cái ngôi nhà tiền chế mà nếu như mà như thế này á là sử dụng mà ở cái vùng đất như thế này là khoảng bao nhiêu lâu anh Vũ? Bền lắm anh, nó cả ba mấy bốn chục năm á. Ờ vậy hả? Dạ. À. Ba mấy bốn chục năm mà anh thấy nó mới có hơi hơi anh người xài thêm 7-5 năm nữa bình thường. À. Dạ. 40 năm coi như bà cụ cũng mãn thời bà cụ luôn rồi. Bà cụ bây giờ 60 rồi, 40 năm mới 100 tuổi rồi. Dạ. Mai mốt mà tiền mới tiếc mà có đi học thành tài sửa lại ngôi nhà lớn. Ở đây thấy màu ha. Da sắt mỗi anh một công đoạn. Bây giờ là ga sắt trước. Rồi nhà có thể là chiều nay là dựng luôn á. Chiều nay là dựng bắn về luôn ha, vô bắn về luôn ha anh Vũ. Chiều nay có thể em lợp luôn nữa. Lợp luôn đó hả? Ôi trời. Nấu kè ở cột xong hết là em vô về rồi. Vô về xong thì dựng lên cái lay quay nè. Hôm nay cái chiều em lợp. Trời ơi. Nếu như không mưa là chiều em lợp. À. Hôm nay đổ không khí như trời. Kinh khủng không, chiều nay lợp luôn. Phải nói thợ là tốc độ anh Đồng ha. Đúng rồi. À, bên nào cắt cắt ha, bên nào nói là nói nè. Những cái dụng da đó thì nói lại để làm. Gần mau quá. Ừ. Bên nào ra sắt thì ra sắt, bên nào nói thì nói. Mỗi người mỗi việc hết, bên nào hàng thì hàng đó thấy không. Ừ. Bên kia cắt kìa, bên đây là cắt luôn, còn bên đây là hàng. Còn anh Vũ thì anh sạch, anh Vũ làm việc nặng quá ha. Anh Vũ chỉ cầm cây thước thôi, với lại ảnh sụp sạch với sơn thôi. Nhưng mà không có anh Vũ thì không làm được. Nói chơi á, chứ anh Vũ cũng mấy chục năm trong nghề rồi. Ảnh phải đã đi qua cái cấp bậc là của thợ rồi. Anh biết hết à? Nhưng mà anh Vũ có mấy người thợ phải nói chiến ghê á, gọi là giỏi. Ở đây thương nhất là anh lớn á, ai nói thì nói ha, tự xúc tự ấy tự làm tự. À, làm ít khi nào nói chuyện luôn nha. Anh lớn chỉ lo làm ha. À, thật ra thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh thợ hồ, thợ sắt rồi lao phong lặn lội đường xá xa xôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm rất là nhiệt tình để mà cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó có được cái ngôi nhà. Thôi thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip tại đây ha cô bác anh chị. Bùi Hồ sẽ cập nhật ở những cái video clip sau nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn cũng như là cô bác anh chị quý mạnh thường quân ở video clip sau ha.